Và xin được kính chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với kênh channel ô tô Huy Hoàng. Hôm nay em Hoàng xin phép được lên sóng cho anh chị em một mẫu xe SUV gầm cao xuất xứ từ Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái, là đối thủ của chiếc Toyota Fortuner anh chị em nhé. Đấy, đó là chiếc Mitsubishi Pajero Sport bản dầu tự động một cầu, sản xuất năm 2021 anh chị em ạ. Xe khoác lên mình một màu đen cực kỳ lịch lãm và đẹp. Phải nói là rất là đẹp anh chị em ạ. Đấy, không ngờ là cái mẫu mới của Toyota của Mitsubishi nó lại đẹp như này. Đấy, rất là thể thao. Cũng nhìn từ xa anh chị em có thể thấy là rất là hiện đại anh chị em nhé. Đấy. Cái form mới của Toyota Fortuner nó lại không được góc cạnh và sắc lẹm như chiếc Mitsubishi Pajero Sport này, mà nó lại hơi hiền. Và mặc dù là có cải tiến về nâng cấp bản là chiếc Legender, nhưng mà chiếc Toyota Fortuner này so với cả những cái mẫu Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Sport này so với cả những cái mẫu Toyota Fortuner trước thì nó sẽ hơn rất là nhiều anh chị em nhé. Hệ thống đèn pha full LED này. Đấy, hệ thống đèn pha full LED rồi. Các cảm biến xung quanh xe này. Và các cảm biến này nó sẽ có cái tính toán cảnh báo tiền va chạm anh chị em nhé. Đấy, một điều rất là hay anh chị em ạ. Đấy, rất là nhiều. Rồi mặt ca lăng sẽ được ốp kín như này, mặc dù là chỉ là nhựa cứng thôi anh chị em nhé. Đấy. Đó. La răng 18 inch anh chị em ạ, la răng tận 18 inch luôn, trong khi bản thường của Fortuner thì chỉ có 17 inch thôi. Đấy. Và là thiết kế của phần la răng này cũng rất là bắt mắt anh chị em nhé. Đấy. Ok anh chị em, gương chiếu hậu ngoài tích hợp đèn báo rẽ, có ốp chrome này, tay nắm cửa cũng ốp chrome và có nút đóng mở thông minh này. Đấy, khung bậc lên xuống rất là đẹp đây. Đấy. Rồi, mời anh chị em chúng ta vào bên trong xe nhé. Đây ạ. Đó. Rất là đẹp anh chị em ạ. Nội thất thì cũng là màu đen luôn. Đấy. Được dán những cái vân carbon rất là điệu này. Ok anh chị em. Đây. Ok anh chị em nhé. Chúng ta sẽ đi từ phần hệ thống lái. Anh chị em lái. Hộp số tự động của Mitsubishi sẽ trang bị trên Mitsubishi Pajero Sport này thì sẽ là hộp số tự động 8 cấp luôn anh chị em nhé, hơn hẳn Fortuner. Đây là cái phần cam hành trình với cả camera, màn hình Android. Đó, có phanh tay điện tử anh chị em nhé. Đấy. Rồi ạ, chúng ta sẽ có cả cruise control này, đấy, voice control. Đó, rồi lẫy chuyển số thể thao này. Đấy. Gạt mưa được lên tự động anh chị em nhé. Gạt mưa được lên tự động. Đấy, khác hẳn Fortuner. Rồi màn hình tablo cũng là màn hình điện tử anh chị em ạ. Đây, màn hình tablo, màn hình điện tử luôn. Xe thì mới lướt được hơn 2 vạn. Và tất cả các cửa kính của Mitsubishi Pajero Sport sẽ được trang bị hệ thống chức năng lên xuống một chạm anh chị em nhé. Tất cả các cửa kính ạ. Đấy. Rồi, hàng ghế thứ hai nào. Đấy, hàng ghế thứ hai. Phụ kiện đính kèm rất là nhiều. Đó, hàng ghế thứ hai. Rộng rãi thoải mái. Và quan trọng hơn là chiếc xe này sẽ trang bị cốp điện anh chị em nhé. Trang bị cốp điện anh chị em ạ. Đấy. Một điều mà phải những cái bản hai cầu của Fortuner mới có anh chị em nhé. Những bản hai cầu Fortuner mới có. Đấy. Đấy. Ok anh chị em, mặc dù là động cơ thì là có thể yếu hơn, tại vì động cơ Pajero Sport chỉ là 2.4 thôi. Đấy. Chi phí bảo dưỡng cũng cao hơn một chút anh chị em ạ. Nhưng mà phải nói là dòng xe này mà bây giờ mà lại còn xe nhập khẩu nữa anh chị em nhé. Đấy, và tầm tiền thì xem xem so với Fortuner, nếu mà anh chị em có thể thấy điều đấy. Không, sẽ rẻ hơn anh chị em nhé. Sẽ rẻ hơn anh chị em ạ. Đấy, xe này xe lướt. Đó. Ok anh chị em, thì chiếc xe này thì bên showroom Vương quốc Gầm Cao đang chào bán mức giá là 1.098.000.000 anh chị em nhé. Vẫn hoàn toàn có thể thương lượng được. Đấy, có chương trình giảm giá đặc biệt cho anh chị em nào thích xe, thiện chí đến xem xe và muốn lấy luôn trong ngày. Đó, ok anh chị em. Để có thể có được cái mức giá ưu đãi hơn, hợp lý hơn, anh chị em cứ gọi điện qua em Hoàng nhé.
số hotline ngay trên màn hình của quý vị khán thính giả anh chị em. Vâng, lời cuối cùng em Hoàng xin kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập niềm vui và gặp nhiều điều may mắn. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các chương trình giới thiệu xe tiếp theo ạ.